Nghe Lễ Trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 31 Tây tháng Giêng năm 2021. Thưa quý vị, chúng ta đã biết đó, từ ngày 13 tháng Giêng 2021 thì Hạ viện đã bỏ phiếu đi luận tội lần thứ hai và đã chuyển giao quy trình sang thượng viện để xét xử luận tội tổng thống lần thứ 45 Donald Trump. Nhưng phiên tòa đã không thể tiến hành trước khi mà ông rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng Giêng. Do đó thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng Giêng ngày 2021 thì các thượng nghị sĩ Mỹ đã tuyên thệ làm bồi thẩm đoàn trong một phiên tòa để luận tội thống Trump tại thượng viện. Vâng, đây là lần đầu tiên lịch sử Mỹ một tổng thống phải đối mặt với tiến trình bị phế truất hai lần. Kính thưa quý vị, cái việc này nó có hợp hiến hay không mà ông chánh án của tòa án tối cao Pháp viện là ông Robert, ông đã nói rằng ông không tham dự là chủ tọa phiên tòa đó. Và cái phiên tòa dự định là sẽ bắt đầu vào ngày 9 tây tháng 2 2021, tức là phiên tòa chưa xảy ra kết quả phiên tòa ông Trump có phạm tội hay không chưa được kết luận. Thế nhưng thưa quý vị, chúng tôi là những cư dân thành phố San Jose, là những người ở đây đã chứng kiến rất nhiều cuộc rally ủng hộ tổng thống Trump hoàn toàn là ôn hòa. Và hôm nay thì tổng thống Donald Trump không còn là tổng thống nữa, nhưng bị luận tội như vậy chưa có kết quả như thế nào. Nhưng tại thành phố San Jose chúng tôi, ông thị trưởng Sam Ricardo, ông đã có viết một bài viết ở trên NBC News rất là dài, và chủ yếu ông nói lên cái ý kiến của ông là impeach ông Trump hai lần là chưa đủ mà phải đưa ông Trump vào tù. Thì thưa quý vị, khi ông thị trưởng Sam Ricardo ông phát biểu như vậy thì chúng tôi mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghe Lữ và anh Lê Đình Thọ. Anh là một cựu quân nhân, hiện giờ anh là tổng thư ký của Liên hội cựu quân nhân Bắc Kali chúng tôi, và anh cũng là cái người đã từng ủng hộ cái việc mà ủng hộ ông Trump. Thì thưa với anh, với cái phát biểu của ông thị trưởng Sam Ricardo như vậy thì với tư cách là một cựu quân nhân, anh có ý kiến gì như thế nào thưa với anh Thọ? Vâng, cảm ơn anh Nghe Lữ, cảm ơn tất cả quý khán thính giả đương xem chương trình TV Net Việt. Tôi là Lê Đình Thọ, một cư dân của thành phố San Jose đã lâu, từng đóng thuế để cho tòa thị chính San Jose có ngăn cản đi điều hành như bao công dân khác tại thành phố này. Vừa qua tôi nghe cái tin ông Sam Ricardo là thị trưởng đã lên những lời chỉ trích, thậm chí còn kêu gọi bỏ tù một người nguyên là tổng thống Hoa Kỳ. Ông Sam Ricardo phải nghĩ rằng là khi một người mà phạm tội thì mới bỏ tù chứ. Đằng này ông Trump trong thời gian 4 năm, quý vị biết rằng cái nhiệm kỳ ông ta làm đã mang lại cái quyền lợi cho công dân Hoa Kỳ, một cái vinh dự cho đất nước Hoa Kỳ, và các nước kẻ thù phải nể sợ. Ông có tội phạm tội gì không? Nếu ông nói về tội xâm nhập quốc hội trong cái ngày 6 tháng Giêng vừa qua thì nó hoàn toàn phi lý, bởi vì ông đã phát biểu rằng những người đối với người biểu tình phải ôn hòa. Đó là lời kêu gọi ông trước khi, và những người đó đã biểu tình bên ngoài Capitol. Thì những cái tội đó thì không thể lý do gì ông Sam Ricardo nói rằng ông là phạm tội để đòi bỏ tù ông ta. Nếu như ông Trump ông sai phạm một cái điều gì mà đến quyền lợi nước Mỹ, an ninh của quốc gia Hoa Kỳ và làm thiệt hại quyền lợi của người dân Mỹ thì tôi không nói làm gì. Ngược lại, ông làm quá tốt đẹp, triệu triệu người trên nước Mỹ này ủng hộ ông, triệu triệu người trên thế giới này, kể cả những kẻ thù của Hoa Kỳ vẫn đều ngưỡng mộ nể phục ông mà không nói ra, không dám nói. Thì thử hỏi đó phải là cái tội để bỏ tù ông ta hay không? Tôi xin nhắn gửi ông Sam Ricardo là một công dân Hoa Kỳ, tôi không theo phe phái đảng phái Dân Chủ ở Cộng Hòa, nhưng tôi ủng hộ những người nào làm lợi cho đất nước Hoa Kỳ
và dân tộc Hoa Kỳ thì cái đó là điều tôi ủng hộ. Nếu như Biden, một người đang đắc cử trong hơn một tuần qua, mà ông làm được những việc đó, tôi cũng sẽ ủng hộ. Nhưng Samli Cardo, ông hãy nhìn thấy ông Joe Biden đã làm được gì trong thời gian 10 ngày vừa qua. Ông kể cho tôi nghe đi. Thứ nhất, ông phá bỏ tất cả những cái gì mà có lợi cho ông Trump đã cấm, ngăn chặn kẻ thù, thì ông Joe Biden phục hoạt lại hết. Từ Iran, từ Trung Cộng, là kẻ thù nguy hiểm nhất của Hoa Kỳ hiện nay, được Joe Biden nâng lên, bỡ đỡ, khom lưng, cúi đầu, để mà cho những kẻ thù này có cơ hội được xâm nhập vào Hoa Kỳ và hủy diệt người Mỹ. Ông Joe Biden ký những sắc lệnh, kể cả bà Kamala Harris, những cái luật phá thai cho cả thế giới. Ông nghĩ xem, một cái người đưa cái luật phá thai để giết những trẻ sơ sinh vô tội, chúng có chưa biết gì vì đã giết tụi nó trong trứng nước. Một người tàn ác như vậy thì tình thương ở đâu mà Joe Biden kêu đoàn kết thương yêu và hòa bình? Ông chỉ tôi coi đi. Những người đó mới đáng là tội ác của nhân loại. Giết triệu triệu trẻ sơ sinh trên đất nước này, Mỹ này, trong thời bao thập kỷ qua, và bây giờ kêu gọi cả thế giới được quyền phá thai. Cái đó là hủy diệt nhân loại. Cái đó là tội ác của nhân loại, tội diệt chủng. Tội này phải đáng bỏ tù mà đúng. Dạ vâng, à, kính thưa anh, theo như là anh Lê Đình Thọ vừa nói đó, thì thưa quý vị, rất rõ là trong vòng mới có 10 ngày, hơn 10 ngày vừa qua, thì từ ngày ông Tổng thống Biden tuyên thệ đến hôm nay, ông đã ký hơn 40 cái sắc lệnh. Mà trong đó thì giống như ông dân biểu Kevin McCarthy nói, kẻ thù của nước Mỹ đang hưởng lợi từ những hành động của Tổng thống Biden trong cái tuần đầu tiên nắm quyền. Còn mặt khác, thưa quý vị, ông Biden cũng đã từng nói rằng phải kêu gọi đoàn kết, nhưng nghị sĩ Ted Cruz đã lên án cái việc luận tội Tổng Trump gọi là một trò chơi chính trị cánh tả, tốn tiền thuế của dân nhằm để thỏa mãn cái mối thù hèn hạ ti tiện. Còn thượng nghị sĩ Rand Paul đó thì nói là cái việc luận tội chỉ là mưu lược phê phán được thiết kế để chia rẽ đất nước này hơn nữa. Cái sự chia rẽ nó đã ngược với ý ông Biden, thì cái phát biểu của ông Samly Cardo thì lại là tiếp tay cho cái việc chia rẽ phân hóa nước Mỹ nữa. Thì thưa với lại anh Lê Đình Thọ, anh có nghĩ rằng cái điều của Nghi Lữ nói như vậy đó là có đúng hay không? Và anh thấy rằng cái sự hung hãn trỗi dậy đó của Tàu Cộng, cái thời ông Biden lên, rồi khi mà đưa máy bay vào cái vùng Biển Đông, rồi hăm dọa Đài Loan, và thậm chí rằng nghe Kim Jong-un đó, cũng là rất coi thường Biden, trong khi thời ông Trump thì Kim Jong-un im hơi lặng tiếng hoàn toàn, Tàu Cộng cũng không có dám hoành hành gì hết. Thì anh có điều gì để nói với ông Sơn Lật Đô khi mà vì ông ủng hộ ông Biden mà ông đi phát biểu là đòi bỏ tù ông Trump, thưa với anh Thọ? Vâng, cảm ơn anh Nghe Lữ. Tôi xin nhắn gửi Samly Cardo, dù anh Dân Chủ ở Cộng Hòa tôi không khe, nhưng anh phải nghĩ đến cái quyền lợi quốc gia và dân tộc. Quốc gia dân tộc Hoa Kỳ đã đứng vững, đã được là coi như đàn anh của cả cái thế giới này, thì bây giờ chính ông là cái người phụ họa để góp cho những cái thành phần lãnh đạo mới mà ông tôn vinh để mà tìm cách triệt hạ nước Mỹ, làm cho nước Mỹ suy yếu, quân đội suy đồi, để mà kẻ thù dễ dàng xâm nhập. Việc làm đó ông nghĩ rằng đó là ít nước lợi dân sao? Ông cứ nghĩ đến cái phạm vi thành phố nhỏ San Jose của ông thôi. Ông đã làm được gì cho dân thành phố này trong cái thời gian nhiệm kỳ thứ nhất, nhiệm kỳ thứ hai của ông và sắp mãn nhiệm kỳ? Dân thì không có công ăn việc làm, homeless thì tràn lan, ông không giải tỏa được. Những người nghèo khó không có housing để ở, ông không lo. Mà ông lo đến cái chuyện của những người lãnh đạo quốc gia.
Ông thử nghĩ rằng một cái người địa phương thôi, một cái cấp chính quyền địa phương thôi, trước tiên phải là an dân, dân phải no cơm ấm áo, dân phải có công ăn việc làm, dân không có chia rẽ bè phái với nhau. Ngược lại ông sẽ ông lại kêu gọi những người khác để gây hận thù chia rẽ, thì việc làm đó hoàn toàn nó bất lợi cho cả cái sự nghiệp chính trị của ông trong nay mai. Dạ vâng, cảm Tôi là ơn một anh công Thọ. dân, Cảm ơn tôi anh có Thọ quyền về bỏ phiếu. Dạ vâng, cảm ơn anh Thọ về cái vấn đề mà anh vừa đưa cái kết luận đó. Thì thưa anh, cũng trong cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng vừa qua đó, thì anh thấy đến ngày hôm nay không có một cái người Việt nào đi vào trong cái nội ô của Capitol Hill đập phá hay là cướp bóc hay là đốt phá cái gì. Đặc biệt là lá cờ vàng cũng không có xuất hiện ở trong nội ô của Capitol Hill. Nhưng chắc anh cũng đã biết là những người chỉ vì không ưa ông Trump, đó là tôi đang nói những người Việt thôi, mà vin vào cái việc bạo loạn ở Capitol Hill ngày 6 tháng Giêng. Họ đã kết luận rằng lá cờ vàng muốn giải phóng Quốc hội Hoa Kỳ, làm nhục lá cờ vàng vân vân. Đó là một bài viết được đăng ở trên báo Người Việt, và ba tổ chức và 42 người đã có ký tên trong đó. Họ lại nói rằng họ lấy làm xấu hổ nhục nhã khi lá cờ vàng như vậy, và lá cờ vàng đã trở thành một lá cờ bạo động. Thì làm tư cách một cựu quân nhân đã từng đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu để bảo vệ cái tự do của miền Nam, trong khi những người đó lại là những người trẻ, tôi chắc chắn rằng họ chưa bao giờ là cái người lính để bảo vệ cái miền Nam, mà họ có mặt ngày hôm nay ở đây đó có thể là nhờ cha anh của họ đã đi tù cải tạo, nhờ cha anh của họ đã liều mình vượt biên vượt biển để mà họ có mặt ở đây. Và chưa nói rằng có thể họ là những du học sinh đã được cài cắm qua bên này để ngày hôm nay đó họ đã thành đạt, họ là những luật sư, họ là những chủ tịch, họ là những người rất là thành đạt. Nhưng mà họ kết luận như vậy, họ cái chủ yếu là có phải chăng họ muốn lên án lá cờ vàng bạo động để mà dẹp hẳn cái sự xuất hiện lá cờ vàng ở không riêng tại Hoa Kỳ mà khắp nơi ở trên đất nước tự do mà kêu quân bị tên cộng sản. Thưa anh, nói với những người này thì anh sẽ nói điều gì thưa với anh, mà khi anh là một cựu quân nhân đã từng đứng dưới lá cờ để phục vụ cho cái nền Cộng hòa của miền Nam Việt Nam, thưa anh? Vâng, cảm ơn anh. Anh nói đến tờ báo Người Việt thì tôi cũng phải nói thêm rằng cái xuất xứ từ cái người mà sáng lập tờ báo Người Việt đó, là một tên cộng sản nằm vùng, là một gián điệp nhị trùng đã hãm hại đất nước Việt Nam Cộng Hòa và chui sâu trèo cao đến khi ra hải ngoại vẫn tiếp tục cái con đường này làm tay sai cho Cộng sản Việt Nam. Và những cái 42 người này viết bài, tôi không thấy được cái lời nói đó, nhưng mà anh em cũng có hỏi tôi thì tôi sẽ xin trả lời với họ rằng trong hình ảnh ngày mà 6 tháng Giêng tại Capitol Hill không có cái quốc kỳ nào trong đại sảnh của Quốc hội cả, hoàn toàn là bên ngoài. Duy nhất tôi thấy một hình ảnh là quốc kỳ gần như 5 feet 8 feet của một cựu chiến binh Hoa Kỳ. Anh ấy là Nam Cali, có vợ Việt Nam, từng chiến đấu chống cộng sản và đóng và đồn trú tại Đà Nẵng, đã mang lá quốc kỳ này cắm trước quốc hội. Anh nói lên rằng quốc kỳ này để tố cáo cái đảng Dân Chủ và Biden vì bọn cộng sản, vì cái đám Dân Chủ và Biden đã phủ quyết tất cả những ngân sách quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, để cho hành pháp bị trói tay, cuối cùng Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay cộng sản. Lá quốc kỳ này để nhắc nhở cho những người lãnh đạo Dân Chủ và Biden thấy rằng tội ác của những người đó nó vẫn in sâu vào những người Việt Nam mất nước, và hình ảnh của họ hiện nay là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi chỉ thấy cái lá quốc kỳ đó là duy nhất. Còn những quốc kỳ mà đập phá thì tôi cho rằng đó là một cách xuyên tạc trắng trợn mà những cái kẻ đầu trộm đuôi cướp BLM, Black Lives Matter đời gì đó, Antifa đã trà trộn vào với cái đầu trâu mặt ngựa, những hình ảnh giả thú vật để mình
chui vào quốc hội đập phá rồi đổ lỗi cho những người Việt tham gia dự biểu tình cái ngày 6 tháng Giêng. Thì cái hành động này tôi thấy rằng rõ ràng là nó phối hợp rất là chặt chẽ với kẻ thù nằm vùng, Cộng sản Việt Nam nằm vùng tại vùng này, và những người đó là cái nắm tay sai chưa hiểu biết gì cả. Bởi vì chính quốc kỳ này đã mang những người đó tới cuộc sống tự do này. Những người trước nay Việt Nam Cộng Hòa biểu tình chưa có bao giờ xô xát với ai cả. Họ chỉ nói lên một cách ôn hòa, phối hợp với các cộng đồng Tây Tạng, Tân Cương, Mãn Châu, Mông Cổ và Đài Loan, Hồng Kông, Anh Quốc. Thì quý vị thấy rằng là tại sao mà quý vị không có lên án những người khác đập phá trong cái gì, đâm người, những người Đại Hàn cũng như người Tây Tạng họ cũng nóng giận hơn những người Việt Nam biểu tình ngày 6 tháng Giêng. Mà quý vị không lên án, lại lên án giữa Việt Nam Cộng Hòa, thì rõ ràng quý vị là ai? Rõ ràng quý vị là tay sai với Việt Cộng nằm vùng. Và tất nhiên những việc làm của quý vị, cộng đồng này sẽ không chấp nhận và sẽ không tha thứ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì trong cái danh sách đó, thì thưa anh, chúng tôi có thấy những con người giống như là những người của bên Việt Tân, như là của Hồng Thuận, bà Trần Diệu Chân. Rồi ở ngay tại thành phố Sơn chúng ta đó, thì có vợ của luật sư Đỗ Quý Chân, em trai của luật sư Đỗ Quý Chân là ông kỹ sư Đỗ Thắng. Rồi thì có Trúc Hồ, có Đỗ Phủ, vân vân. Thưa anh, thì tôi có thể khẳng định rằng đó là những người mà ngay cả văn phòng làm việc của họ chắc cũng chẳng có bao giờ mà treo cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng mà lợi dụng vào cái sự kiện 6 tháng Giêng thì họ nói rằng họ cảm thấy xót xa, họ cảm thấy đau khổ, vân vân. Thì thực tế anh sẽ nói điều gì, nhắn nhủ điều gì với những người đã ký tên lên án nói rằng lợi dụng cờ vàng và lá cờ vàng, lá cờ bạo động, thưa anh? Anh Nghệ Lữ, tôi cho rằng những người đó là giả nhân giả nghĩa. Mà tôi cũng có thấy một cái bài của luật sư, cựu luật sư Nguyễn Tâm, chứ không phải là luật sư nữa, cũng lên cái bài mà lên án phỉ nhổ. Riêng ở điểm này sẵn tôi nhắn cho Nguyễn Tâm biết rằng anh là cái người đầu tiên quy là khom lưng cúi đầu với Võ Văn Kiệt, đầu tiên trở về Việt Nam để mà lạy lục tìm chức tước. Anh đã phủ nhận cái quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, anh làm tay sai cho Cộng sản. Khi anh sang ở đây anh làm nghị viên, anh đưa cái quyết nghị mà công nhận cờ vàng, là để cho cờ vàng được không được treo cờ trên các cột cờ của thành phố. Thì bây giờ không có thể lý do gì anh lấy cái vin vào cái chuyện mà một hai người mà sách động đó anh quy chụp cho rằng những anh khóc anh than vì là tủi nhục ở lâu quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Nếu ai tủi nhục tôi không nói, nhưng cá nhân anh không xứng đáng. Và xin nói thẳng với những cái kẻ nào mà ăn cơm quốc gia thừa ma cộng sản, đội lốt người Việt tị nạn để mà hưởng lợi tại Hoa Kỳ, mà phỉ báng lại quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, các anh không xứng đáng. Tôi nghĩ rằng người Việt chúng ta có một niềm tin về tâm linh, cái chánh bao giờ nghĩa thắng, cái nhân bản bao giờ mà thắng kẻ hung tàn. Rồi các anh sẽ thấy Cộng sản Việt Nam nó có tồn tại hay không, để mà các anh theo đó ăn tàn. Tôi bảo đảm anh điều đó, sẽ nhìn đi. Một năm tới, hai năm tới, Cộng sản nó còn không để anh về anh quỷ lị, để anh làm tay sai chúng nó, coi chừng muộn màng. Và bắt đầu anh sẽ bị tự cô lập các anh. Chỉ nói một điều duy nhất như vậy để cho họ hiểu rằng đừng có vênh váo vì mang tính đảng phái, bè phái, một tính bày đàn mà không thấy chánh nghĩa và cái nhân bản của những người Mỹ, của những người Việt Nam Cộng Hòa, còn nghĩ đến quốc gia dân tộc. Các anh làm những việc làm phản quốc,